Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3131, Câm Miệng Bọn họ đứng ở vị trí thật cao giảng đạo bắt chẹt Đường Tuấn Địch tiểu công gia và Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau Bọn họ lần nữa nở nụ cười sán lạ, chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Tuấn Địch tiểu công gia vỗ vai Đường Tuấn nói Nếu như anh cảm kích ân tình của tôi thì hãy thả những người này ra Sang rắc Tay của địch tiểu công gia trực tiếp bị Đường Tuấn bẻ gãy Đường Tuấn nhìn vẻ mặt dữ tợn lộ ra ánh mắt khó tin của Địch Tiểu Công gia, giọng nói anh cực kỳ lạnh lẽo, "Tôi để anh chạm vào tôi sao?" Địch Văn trợn tròn mắt, gào lên đau đớn, "Anh dám?" Yên Nhi khẽ nói, "Còn không buông Tiểu Công gia ra, ra." Cô ta tát một phát về Đường Tuấn. Đường Tuấn vung tay lên, vỗ bay Yên Nhi ra ngoài, đánh vào trong lòng núi, lạnh lùng nói, "Đã dám tính toán tôi mà còn muốn nguyên vẹn trở ra, các người cảm thấy có thể sao?" tuy rằng yên nhi đáng vào trên lòng núi nhưng cũng chưa có mê man. Lúc này khóe miệng cô ta dính máu, tóc cũng xóa ra rối tung, nhìn có hơi chật vật, lúc này cô ta hét lớn, đường thiên nhân đánh người. Tiểu công ra cứu anh ta, anh ta lại vong ân phụ nghĩa, người như thế không xứng được chúng ta tôn kính, cùng đánh dẹp anh ta đi. Không thể không nói, trạng thái lúc này của Yên Nhi cộng thêm những câu nói này của cô ta rất có tính kích động, người dưới sân càng oán giận, bọn họ liên tiếp chỉ trích đường tuấn. Trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Câm miệng, Đường Tuấn quát lớn. Audio điện tử võ tấn bền. Toàn trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt anh lạnh lùng liếc nhìn mọi người phía dưới N nhân cứu mạng. Từ các người phân xét đi. Một cái tay của anh úp lên đầu Địch Văn, giữa trời lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó bao gồm cả vụ Địch Văn tìm một tên ăn mày giả mạo Đường Tuấn và những tính toán của anh ta với Yên Nhi. Đường Tuấn trực tiếp tiết lộ ký ức của địch văn gia. Sau khi truyền tải hình ảnh, người chửi bậy bên dưới đều yên tĩnh. Giả, tất cả đều là giả. Nếu không phải địch tiểu công gia, phá quân doanh và đám phụ nữ Hoàng Phụ Ngọc này sớm đã bị bắt, nơi nào còn có thể sống. Địch tiểu công gia tình sâu nghĩa nặng, không ngờ đối phương ngược lại đối xử tệ bạc như vậy, thực sự khiến lòng người lạnh lẽo. Yên Nhi tiếp tục la to, sắp muốn khàn cả giọng nhưng lúc này lời nói của cô ta đã không còn kích động nhiều nữa. Đường Tuấn làm xong những việc này, sau đó anh trực tiếp phong ấn tu vi của Địch Văn và Yên Nhi rồi ném bọn họ sang một bên. Tụ họp ngày hôm nay có rất nhiều truyền thông dự họp, rất nhiều máy quay tại hiện trường đang tiến hành quay trực tiếp. Lúc này Đường Tuấn nhìn về phía những máy quay kia trầm giọng nói, Đường Tuấn tôi đã trở về. Tôi có ân báo ân, có thù báo thù, cho các người ba ngày, tự mình đến nhận tội, nếu không tôi tự mình giết tới cửa. Lời nói ngang ngược được phát trực tiếp qua máy quay cho người xem của cả toàn cầu. Chương 3132 truyền lệnh quan đỗ tu tư. Sau một hồi lâu, anh ta đi ra ngoài, xuyên qua hành lang quanh co khúc khuỷu, anh ta đi tới trước một lầu các rất yên tĩnh, anh ta hành lễ một cách trang nghiêm trước lầu các, trầm giọng nói, đại nhân, thiên nhân Việt Nam trở về rồi. Trong lầu các không truyền ra bất cứ âm thanh gì sau đó cả tòa lầu các bắt đầu chấn động, sự chấn động này nhanh chóng phát tán ra bốn phía, cuối cùng ngay cả mặt đất của cả thành phố cũng bắt đầu chấn động, rất nhiều người đều cho rằng là động đất, lòng người nhất thời trở nên hoang mang. Tới Việt Nam đưa chiến thiệp, tôi muốn ước chiến với anh ta. Năm đó một mình anh ta trả đạp đông doanh của tôi, lần này tôi phải sang phương Tây chinh chiến Việt Nam, hoàn toàn đạp tên thiên nhân này dưới chân. Một lát sau trong lầu các rốt cuộc truyền ra một giọng nói trầm thấp một ngạt. Vâng, người đàn ông mặc đồng phục võ sĩ đáp lại, trên mặt anh ta là sự mừng rỡ như điên. Mấy năm qua đông doanh ở Việt Nam vẫn không nhấc đầu lên nổi, cũng bởi vì vị Đường Tuấn này, mà bây giờ cơ hội vươn mình dậy đã tới rồi. Không chỉ là đảo quốc đông doanh, phương Tây mà cả nhóm cường giả ở những lục địa khác cũng lần lượt đưa ra phản ứng. Trước đây tin tức Đường Tuấn trở về cũng đã được truyền ra rồi, thế nhưng tu vi lúc bây giờ của anh cũng chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ lại còn bị trọng thương vừa mới khỏi, nhóm cường giả mạnh mẽ ấy ngại mặt mũi, còn khinh thường ra tay. Nhưng trong buổi tụ hội lần này, Đường Tuấn đã đánh bại quỷ khốc thập tam hung, lại thêm chấn áp được truyền nhân của tam đại thánh địa, trước mặt mọi người mà khiêu khích tam thánh, bày ra ra thực lực mạnh mẽ. Những nhóm cường giả hùng mạnh kia cuối cùng không nhịn được nữa, muốn nhân cơ hội này đánh bại vị đệ nhất trái đất trước đây, Đường Tuấn này. Phương Tây, một khu vực cực kỳ thần bí một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc ngắn màu vàng kim, chóp mũi lớn ngồi ở trên một cái ghế toàn thân được làm từ vàng ròng. Khuôn mặt của anh ta thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, trong tay đang cầm một cây gậy dài có đầu rắn, một bàn tay tựa lên trên ghế, đôi mắt nửa khép, dường như đang ở thời khắc nửa tỉnh nửa ngủ vậy. Nếu như có một người quen thuộc với thần thoại lịch sử của phương Tây mà trông thấy anh ta, chị E sẽ ngay lập tức hô lên một tiếng kinh sợ, Vẻ ngoài của người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ giống với một trong 12 vị chủ thần trong thần thoại phương Tây, Hermes. Người đàn ông này tất nhiên không phải Hermes, nhưng anh ta lại có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Hermes. Bởi vì hiện tại anh ta chính là một trong 12 vị chủ thần phương Tây, trong 12 vị trí chủ thần, anh ta có vị trí tương đồng với Hermes. Hoặc cũng có thể nói, anh ta kế thừa thần vị của Hermes. Truyền lệnh quan Đỗ Tu Tư. Ở phía dưới Đỗ Tu Tư một đám người đang cung kính mà quỳ lại, mỗi người thay phiên nói ra những nguyện cầu của bản thân. Một hồi lâu sau, khi mọi người đã nói xong, lúc này Đỗ Tu Tư mới ngồi dậy từ trên ghế hoàng kim, trên khuôn mặt hung ác nham hiểm tản ra những ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn có thêm vài phần ý vị thần thánh. Gậy dài hình rắn trong tay anh ta chỉ về phía những người ngồi phía dưới, nói những điều mà các người mong cầu, ta đều có thể thực hiện vì các người. Nhưng các người có thể trả giá bằng cái gì? Mọi người vội vàng dập đầu, có vài người nói có thể dâng lên tính mạng của chính mình, có vài người lại nói có thể dâng lên chính tài sản giàu có của mình. Đỗ Tu Tư khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ kính sợ của mọi người, cảm giác thỏa mãn trong lòng anh ta càng thêm mãnh liệt. Đúng vào lúc này, sắc mặt của Đỗ Tu Tư bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía phương đông, lẩm bẩm nói, vậy mà lại có thể khiến cho các vị chủ thần chú ý. Khóe miệng của Đỗ Tu Tư gợi lên một nụ cười thật tươi. Nhìn vào đám người trước mắt, hỏi ta muốn đi đến phương Đông trước, đám người các người có ai đi cùng với ta? Chương 3133, vậy còn cái người tiền biển kia là ai? Lập tức đã có người đứng ra, nói tôi sẽ đi cùng hướng với chủ thần. Đỗ Tu Tư nhận ra người này, nói Oscar, công ty của anh là một trong những công ty truyền thông phát sóng trực tiếp lớn nhất toàn cầu, có thể mượn dùng một chút được không, ta muốn truyền đạt ý nguyện của thần tới một số người. Oscar sợ hãi nói, đương nhiên là có thể, tất cả của ta đều là của thần. Lúc này, ở bên trong tòa nhà lớn của Hiệp hội Y học cổ truyền Hoa Hạ, Đường Tuấn đang tập trung cùng với những người bạn và người thân. Sau khi đám người Hoa Tiểu Niếp nghe Đường Tuấn giảng thuật xong, đều cực kỳ oán giận. Lúc này trái tim vẫn treo cao của Hoàng Phủ Ngọc cuối cùng cũng được hạ xuống, nhìn thấy Đường Tuấn bình yên trở về, cô ấy hiểu ra tất cả những chờ đợi đều là đáng giá. Long Vương vẫn luôn ở bên cạnh yên tĩnh mà nghe, lúc này đột nhiên hỏi một câu, Đường Tuấn, tu vi của cậu đạt đến trình độ nào rồi? Đường Tuấn nói, đỉnh phong của động hư cảnh. Vẻ mặt của Long Vương khẽ biến đổi, tu vi bậc này không thấp, nhưng cũng không quá cao. Phải biết rằng hiện giờ người khống chế hoa hạ tam đại thánh địa đều là những tồn tại ở cấp bậc thần thánh, căn cứ vào một số tài liệu ghi lại, người tu hành đến bậc thực lục này ở trong trung tâm ngân hà được gọi là cường giả vô địch cấp số, nhìn dáng vẻ đường Tuấn và những người khác trò chuyện với nhau thật vui vẻ ở kia, ở trong lòng Long Vương thở dài, ông ta cảm thấy cần phải nói chuyện riêng với đường Tuấn một chút, bây giờ ở trái đất này nếu như chỉ dựa vào tu vi đỉnh phong của động hư cảnh là không có cách nào có thể tung hoành ngang dọc nữa, bởi vì có những cường giả vô địch cấp số chân chính ở đây. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngọc bỗng nhiên biến đổi, nói, đường Tuấn, anh nhìn thử cái này xem. Cô ấy ấn lên máy tính bảng vài cái, trong phòng lập tức chiếu lên hình ảnh, xem địa điểm thì là ở đảo quốc. Một người đàn ông trung niên không cao lớn lắm đang phát biểu ở trước máy quay phim, tôi ở đây để truyền đạt lại ý tứ của Ngài Tiền Điền. Ba ngày sau, Ngài Tiền Điền sẽ đi đến Hoa Hạ, ước chiến với thiên nhân Hoa Hạ. Sau khi cái video này phát xong, Hoàng Phủ Ngọc lại thả ra một cái video khác. Trong video là người đàn ông phương Tây trẻ tuổi trong tay cầm cây gậy hình rắn, anh ta tiếp nhận phỏng vấn trước truyền thông, lúc này vừa lúc lên tiếng tôi, Đỗ Tu Tư, tại đây tuyên bố, ba ngày sau sẽ đi đến Hoa Hạ, ước chiến với người đệ nhất trái đất trước đây của Hoa Hạ. Sau khi hai video được phát xong, giữa sân bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Hoa Tiểu Niếp kinh ngạc nói, Đỗ Tu Tư, chẳng lẽ là một trong 12 chủ thần phương Tây, truyền lệnh quan sao? Long Vương gật đầu một cái thật mạnh, nói chính là anh ta. Thực lực của anh ta ở trong 12 vị chủ thần là yếu nhất, nhưng cũng là một vị cường giả vô địch cấp số, có người hỏi, vậy còn cái người tiền điền kia là ai? Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngọc ngưng trọng, nói, nếu như tôi đoán không sai mà nói, người nọ hẳn là Tiền Điền Khánh Chi, cũng là một vị cường giả vô địch cấp số, có danh hiệu Bát Phiên Đại Bồ Tát. Long Vương lại lần nữa gật đầu, nói, tuy rằng Đông Doanh có những cường giả vô địch cấp số khác, nhưng Tiền Điền Khánh Chi là người mạnh nhất. Trước đây tôi đã từng nghe nói đảo quốc ấy đã từng xảy ra một trận động đất quy mô nhỏ. Có người ra mặt nói là vị đại năng nào đó đang tu luyện võ kỹ, hiện tại xem ra hẳn là dấu hiệu tiền điền xuất thế. Cường giả vô địch cấp số Đám người Hoa Tiểu Niếp cảm thấy miệng vô cùng khô khốc. Bọn họ tất nhiên biết bốn chữ, vô địch cấp số, này đại diện cho điều gì, đó là tồn tại đáng sợ mà chỉ cách cảnh giới thần quân trong truyền thuyết một bước mà thôi. Hiện giờ những người đạt tới cảnh giới này ở Hoa Hạ đã biết chỉ có người cầm quyền tam đại thánh niệm mà thôi. Trường 3134, vậy cậu vẫn còn muốn ứng chiến sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vui sướng vì Đường Tuấn trở về bị hòa tan, cuối cùng tầm mắt mọi người đều tụ ở trên người Đường Tuấn. "Đường đại ca, ước chiến lần này anh không thể đồng ý được, bọn họ đã là cường giả vô địch cấp số, anh mới là đỉnh phong của động hư cảnh, bọn họ vậy mà lại khiêu chiến với anh, thật sự là không biết xấu hổ quá." Hoa Tiểu Niếp hoa tay múa chân, vẻ mặt phẫn nộ. Đường Tuấn không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ của những người khác, hỏi, mọi người cũng có ý này. Những người khác do dự, cuối cùng cũng đều sôi nổi mà gật đầu. Dùng cảnh giới đỉnh phong của động hư cảnh nghênh chiến cường giả vô địch cấp số, ở trong mắt của bọn họ, so với việc tự mình nghĩ quẩn cũng không khác biệt là bao cả. Đường Tuấn sờ sờ đầu của Hoa Tiểu Niếp, nói yên tâm đi, chỉ là mấy kẻ cường giả vô địch cấp số mà thôi, với anh mà nói thì không tính là gì cả. Lời nói mà Đường Tuấn nói nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mọi người lại càng thêm trầm trọng. Hoa Tiểu Niếp hỏi, Đường Đại ca, anh đã từng giao thủ với cường giả vô địch cấp số ở trong Trung ương Ngân Hà rồi sao? Mọi người tâm thần chấn động, cường giả vô địch cấp số ở Trung ương Ngân Hà nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với ở trái đất. Nếu như Đường Tuấn đã có thể chiến mà không bại, vậy cứ nghênh chiến Đỗ Tu Tư và Tiền Điền Khánh Chi hẳn là không có vấn đề gì. Còn về việc chiến mà thắng lợi, bọn họ vốn dĩ là không nghĩ tới đường tuấn cười cười chưa anh đã từng bí mật đấu qua với hứa vô sơn một lần hai người chẳng phân biệt thắng bại nhưng dưới tình huống khi ấy hai người cũng chưa sử dụng tuyệt chiêu chỉ để luận bàn tất nhiên không tính là giao thủ nghe được đường tuấn nói trong lòng mọi người càng thêm trầm trọng không cần lo lắng ứng chiến là được ánh mắt đường tuấn chợt ngưng trọng lần này đỗ tu tư và tiền điền khánh chi khiêu chiến rất hợp với tâm ý của anh anh cũng cần phải có một trận chiến đấu nhằm thông báo một vài chuyện với trái đất long vương nhìn chằm chằm đường tuấn nói cậu phải nghĩ kỹ nếu cậu thua cuộc trong trận chiến này hậu quả so với tưởng tượng của cậu sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều chỉ e là sẽ mở ra một hồi chiến tranh gần đây các khu vực đều không yên ổn thành bại của trận chiến lần này có thể sẽ trở thành một mồi lửa khai màn chiến tranh đường tuấn nói tôi biết Long Vương hỏi, vậy cậu vẫn còn muốn ứng chiến sao? Đường Tuấn trầm giọng nói, đương nhiên. Những nhóm thần quân ở trên tinh vực Bạch Hổ chẳng bao lâu nữa sẽ đến phạm vi trái đất rồi, anh đã không có bao nhiêu thời gian để mà chậm chế nữa. Long Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, được rồi, tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự thua cuộc của cậu. Một khi cậu thua, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tam đại thánh địa. Sau khi nói xong những lời đó, Long Vương bèn rời đi. Chương 3135, ý của Thiên Đế là: "Cậu ta còn tưởng rằng cường giả vô địch cấp số là những đối thủ mà trước đây cậu ta đánh bại hay sao chứ? Trận chiến lần này, tôi đánh cược rằng vị đệ nhất trái đất trước đây kia chắc chắn thua. Nếu như anh ta thắng, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn đất, không, phát sóng trực tiếp ăn phân." Cuối cùng một phương tử của một quốc gia nhỏ lập ra một trận đánh cược kinh người. Nhưng cũng không có ai cảm thấy lần này đánh cược của cậu ta sẽ thua, ngược lại còn có người điên theo. Thiên đình, hiện giờ là một trong tam đại thánh địa hoa hạ. Từng người trong tam đại thánh địa đều có được những thế giới nhỏ rách nát, ngày thường luôn ở trong trạng thái phong bế, cũng không có ai có những sự qua lại trực tiếp với thế giới bên ngoài. Từng tòa cung điện lơ lửng ở trên những đám mây, tựa như những dinh thự trong thần thoại truyền thuyết vậy, một đám người tu hành cường đại tản ra hơi thở cường đại ở trong những đám mây đang lơ lửng qua lại. Giờ phút này, trong một tòa điện lớn ở trong đám mây cao nhất. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cương nghị lãnh khốc ngồi ở trên vị trí cao nhất, trong lúc vô tình mà tản mát ra hơi thở cường đại chấn nhiếp nhân tâm. Ở phía dưới ông ta, có hai hàng người đang cung kính đứng thẳng, đại khái sắp xỉ 20 người, mỗi một người đều là người tu hành với tu vi động hư cảnh. Thiên đế, thần tử bị bắt ở giữa hai hàng người, một người đang quỳ, toàn thân run lên nhẹ nhẹ, thốt lên một câu như thế. Là ai làm? Người đàn ông trung niên ngồi ở trên vị trí cao trầm giọng nói, thanh âm vang vọng chín tầng trời. Người đệ nhất trái đất trước đây, Đường Tuấn. To gan. Thiên đế nghe xong, quát lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn mà đi, tòa thế giới nhỏ này cũng vì thế mà rung động trao đảo, chỉ là một con kiến hèn mọn mà thôi, cũng dám chấn áp thần tử của ta thiên đế bất giận, người này cũng không sống được bao lâu nữa, tiền điên của đảo quốc và đỗ tu tư của phương Tây đã gửi lời khiêu chiến cho anh ta, anh ta mới ở tu vi động hư cảnh mà thôi, vậy mà lại ứng chiến. Tin tưởng chỉ cần không lâu nữa thôi, anh ta sẽ phải chết ở trong tay hai người này. Có người trầm giọng nói. Thiên đế vẫn tức giận khó bình tĩnh như cũ, nói tiền điền và đỗ tu tư đều là cường giả vô địch cấp số, nếu như cái kẻ con sâu cái kiến kia quả thực chỉ có tu vi động hư cảnh, vậy thực sự sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng kẻ kia lại dám chân áp thần tử tới uy hiếp ta, thật sự rất đáng giận, loại khuất nhục này chỉ có dùng máu tươi của cậu ta mới có thể rửa sạch được. Ý của thiên đế là Người nọ dò hỏi Tiền điền và đỗ tu tư tuy mạnh, nhưng nếu như kẻ nọ dám chân áp thần tử, vậy tất nhiên là có chút bản lĩnh, một khi phát hiện không địch lại, chỉ e rằng sẽ chạy trốn. Ta muốn đích thân đi ra ngoài tỏa trấn phòng ngừa cậu ta chạy trốn giọng nói của thiên đế mang theo sát ý lạnh lẽo nói nếu như có thể ta muốn đích thân giết chết cậu ta cho cậu ta biết rằng phải kính sợ thiên đình vẻ mặt của mọi người dùng mình thiên đế tự mình ra tay chuyến này đã là vấn đề không lớn có người lo lắng nói thiên đế người nọ tự xưng là đã đi qua trung ương ngân hà từng chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc mà không thất bại nếu như là thật sự tôi lo lắng cậu ta không dễ giết như vậy Chương 3136, có chút kỳ quái. Thiên đế nghe vậy, trên gương mặt cương nghị lộ ra vẻ khinh thường, nói: "Chiến đấu với Thiên Kiêu vạn tộc mà không thất bại." Lời nói như thế này mà cũng dám nói, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mỗi một người trong Thiên Kiêu vạn tộc đều là nhân tài bồi dưỡng của đại gia tộc, có vài người chỉ e đã bước vào cảnh giới thần quân, ngạo thế tinh hải. Cậu ta có thứ tài đức gì mà có thể đánh đồng với những người đó chứ? nếu như nói một câu không khách khí, cậu ta, cho dù là sách giày cho thiên kiêu vạn tộc thôi cũng không xứng. Giọng nói của thiên đế truyền khắp thiên đình, những người nghe được lời này đều trở nên phấn chấn. Đúng vậy, nếu như Đường Tuấn thật sự có bản lĩnh chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc mà vẫn không thất bại, vậy thì sao lại phải trọng thương trở về, cần gì phải thẹn quá hóa giận mà làm địch văn bị thương. Chân tướng cụ thể như thế nào, đã có thể đoán được một kẻ bại tướng bị thiên kiêu vạn tộc đánh bại, trọng thương mà trở lại trái đất, muốn ra vẻ ta đây. Đây là chân tướng mà mọi người suy đoán. Không chỉ là thiên đình, hai thánh địa giao trì, Tu Di Cung cũng đưa ra cùng một loại phản ứng. Dưới sự khống chế của một số người nham hiểm, suy đoán này bị người ta đưa tin nhiều lần, rất nhanh đã từ suy đoán mà biến thành sự thật. Thậm chí có người còn nói khi đường Tuấn trở về dùng y trang với ăn mày, nếu không phải Địch Tiểu Công ra tốt bụng tương trợ, anh ta đã sớm đã chết. Ngay từ đầu còn có người không tin, nhưng theo một tấm ảnh chụp Đường Tuấn ăn mặc như ăn mày được tuôn ra, những người vốn không tin tưởng ấy cũng sôi nổi đổi ý. Một kẻ loser bị Thiên Kiêu vạn tộc đánh bại, còn muốn làm chủ trái đất, bắt nạt trái đất ta không có ai sao? Thả ba vị thần tử, thánh nữ, còn có Địch Tiểu Công ra ra, cúi đầu xin lỗi với tất cả mọi người trên trái đất một kẻ thất bại cũng dám dõng dạc như thế. Các loại lời bàn luận dưới sự xúi dục của kẻ có lòng xấu đối với đường Tuấn càng ngày càng bất lợi, thậm chí có người còn tự lập lên tổ chức vây quanh hiệp hội y học cổ truyền, công bố nếu như đường Tuấn không làm theo những gì mà bọn họ yêu cầu, bọn họ sẽ không tan rã. Hiện giờ là thời đại tu hành, cho dù là dân chúng bình thường cũng sẽ có một vài thủ đoạn thuật pháp, công dụng của những người duy trì pháp luật càng ngày càng yếu, một đám người như vậy tụ ở bên nhau, hơn nữa một vài người còn châm ngòi thổi gió, rất có xu thế muốn hủy đi Hiệp hội Y học Cổ truyền. Đường Tuấn đứng ở trên tòa nhà cao tầng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, thông qua cửa kính mà nhìn đám người bạo động đang càng ngày càng đông phía bên dưới. Hoàng Đồng và Bảo Long đều không tìm thấy nữa. Sau khi xử lý xong một vài việc vật, Hoàng Phủ Ngọc Bèn nói cho anh tin tức này. Tạ Hoàng Đồng và Hàn Bảo Long đều biến mất không thấy từ một năm rưỡi trước, trừ bỏ hai người này ra. Còn có một vài người cũng biến mất rồi, đều là những người sở hữu tư chất đặc thù. Có chút kỳ quái. Đường Tuấn nhíu mày, chỗ không tầm thường của thể chất đặc thù đã được hiển hiện rất rõ ràng ở trung ương ngân hà, lần này anh trở về, còn muốn nói tất cả cho đám người Hàn Bảo Long trước để đề cao tu vi, ứng phó với tình thế hỗn loạn tiếp đây, nhưng hiện tại xem ra dường như là không được. Chương 3137. Hiệp hội y học cổ truyền được Đường Tuấn phong tỏa ở trong một cái mê trận những người bên ngoài làm loạn kia không thể xông vào được, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không thể truyền vào được. Có vài người xâm nhập mê trận, nhưng chẳng bao lâu sau, đã bị đưa về tại chỗ. Những người này chỉ là bị người khác xui khiến, Đường Tuấn cũng không đành lòng làm cho bọn họ bị thương, nếu không anh vốn đã có thể tiếp tục bố trí một trận pháp kinh thiên sát trận rồi. Nhưng những người này lại vốn dĩ không nghĩ được đến đó, ngược lại càng thêm phẫn nộ, cảm thấy là Đường Tuấn đang trột dạ, đang trốn tránh trách nhiệm, càng ngày càng có thêm nhiều ngôn luận bất lợi đối với Đường Tuấn. Còn về chuyện trước đây Đường Tuấn đã truyền toàn bộ ký ức của địch văn ra ngoài, lại bị những kẻ có tâm địa xấu xa xem là tà thuật, không ít người đứng ra làm đảm bảo cho địch văn, nói anh ta tuyệt đối không phải là loại người như vậy, người mà thực sự làm sai là Đường Tuấn. Dư luận của thế giới bên ngoài nghiêng về một phía, đều là những tiếng nói bất lợi với Đường Tuấn. Bên trong Hiệp hội Y học Cổ truyền, tuy rằng đã được sắp xếp mê trận, khiến cho mọi người không cần nhìn thấy những đám đông bạo loạn vây quanh hiệp hội y học cổ truyền nữa, cũng không nghe thấy những thanh âm thô lỗ cổ cần nữa, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng như cũ, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như Hoàng Phủ Ngọc trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ lo lắng khôn nguôi. Chỉ có đường Tuấn là rất bình tĩnh, dường như không có điều gì khiến cho anh phải phiền não cả, thậm chí anh còn có thời gian để chỉ dạy vài điều về tu vi cho đám người tiểu nhiếp nữa. Trong hành trình ở Trung ương Ngân Hà, tuy rằng phần lớn những bảo vật đều được dùng ở trên người anh, nhưng vẫn còn dư lại rất nhiều, những món bảo vật đó có tác dụng quá lớn trong việc nâng cao tu vi với đám người tiểu niếp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày, dưới sự phối hợp y thuật của Đường Tuấn, mấy người hoa tiểu niếp, Hoàng Phủ Ngọc đã nhanh chóng đột phá đến tu vi động hư cảnh rồi. Loại tốc độ kinh người này khiến cho mọi người phải líu lưỡi khiếp sợ, mà một câu tiếp theo Đường Tuấn mà cảm thán càng khiến cho các cô phải chết lặng, nếu như có đủ bảo vật, muốn cô động một thế giới nhỏ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Từ động hư cảnh đến cảnh giới thần quân, bắt buộc phải cô động được một thế giới nhỏ, rồi sau đó ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, cuối cũng vượt qua lối kiếp. Có thể nói mỗi một cửa đều cực kỳ khó khăn, phần lớn những tu sĩ dù có dành cả cuộc đời này cũng rất có khả năng sẽ bị nhốt ở trong một cửa duy nhất, người có thể đi đến bước cuối cùng là con số cực kỳ nhỏ bé. Ít nhất, bọn họ không cảm thấy chỉ dựa vào bảo vật là có thể chống đỡ được. Mà hiện tại, những lời Đường Tuấn nói làm điên đảo những suy nghĩ trước giờ của bọn họ. Đối với chuyện này, Đường Tuấn cũng không giải thích nhiều. Từ động hư cảnh đến cảnh giới thần quân, với anh mà nói đã không còn bao nhiêu sự bí ẩn nữa, chỉ cần bảo vật thôi cũng đã đủ rồi, tư chất không cần quá kém, sẽ có thể khiến cho đối phương ngưng luyện được ấn ký sinh mệnh. Còn về việc vượt qua lôi kiếp, vậy thực sự chỉ có thể xem năng lực của người tu hành không có cách nào mượn dùng những vật bên ngoài được. Đường Tuấn, lời mà cậu có là sự thật chăng? Hiện tại Long Vương cũng có tu vi động hư cảnh sơ kỳ, sau khi nghe lời Đường Tuấn nói xong thì cũng rất động lòng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mấy năm nay ông ta cũng đã góp nhặt được không ít bảo vật, chính là để dùng cho việc đột phá, nếu như Đường Tuấn thật sự có thể làm được, ông ta không ngại đánh cuộc một phen. Chương 3138. Cường giả vô địch cấp số cũng chỉ mới cô động ra ấn ký sinh mệnh mà thôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tâm thần lại chú ý đến thế giới nhỏ của chính mình. Phạm vi của thế giới nhỏ mà động hư cảnh cô động ra chỉ sấp xỉ trong đường kính chừng 10 cây em mà thôi, giống Thủy Miểu Miểu và Triệu Huyền vậy, tuy rằng thiên tư của người trước mạnh mẽ hơn so với người sau rất nhiều, nhưng thế giới nhỏ mà họ cô động ra cũng không hơn kém nhau quá nhiều, đường Tuấn lại không giống như thế, hiện giới phạm vi thế giới nhỏ của anh đã đạt tới đường kính trên trăm cây em, hơn nữa thế giới nhỏ còn đang tiếp tục trưởng thành, dường như đang có xu thế không ngừng khuyết trương. Dáng vẻ này tất nhiên cũng sẽ làm cho anh khi ở cảnh giới thần quân mạnh hơn những người khác rất nhiều, nhưng khó khăn trong việc cô động ấn ký sinh mệnh và vượt qua lôi kiếp cũng cao hơn rất nhiều so với những người khác. Đường Tuấn nhớ tới hạt châu nhỏ màu xanh lá cây mà anh có được ở thế giới thiên hoang, căn cứ đúng theo lời nói của đám người hứa vô sơn, nó được tạo ra từ dòng sông ma thuật cổ đại. Bên trong hạt châu có hơi thở của sinh mệnh, chỉ có cường giả vô địch cấp số mới có thể hấp thụ một chút, hơn nữa khó khăn trong việc tinh luyện rất lớn. Nhưng Đường Tuấn ở phương diện này lại có ưu thế tự nhiên, sự tồn tại của Tiểu Kim và Tiểu Thanh giúp cho tốc độ hấp thụ của anh nhanh gấp hàng trăm lần những người khác. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, nếu như có thể có được thêm một ít hạt châu loại này, có lẽ tôi cũng sẽ có thể nhờ đó mà cô đọng ấn ký sinh mệnh. Mà sau khi Long Vương nghe xong câu trả lời của Đường Tuấn, giờ phút này cũng đang suy tư biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Đang lúc ông ta chuẩn bị hạ quyết tâm, Long Vương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như Đường Tuấn thật sự có năng lực này, vì cớ gì mà không nâng cao tu vi của bản thân trước. Ông ta không dám hỏi, nhưng lại không nghĩ ra được đáp án. Cuối cùng, Long Vương thở dài, từ bỏ cái suy nghĩ mạo hiểm này. Không thể không nói, Long Vương đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu như là ở trong Trung ương Ngân Hà, chỉ e Đường Tuấn vừa nói một câu, đã có không biết bao nhiêu tu sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu. Thời gian 3 ngày cứ như vậy mà qua đi. Địa điểm được xác định là ở trên một vùng biển hoang vu ở giữa khu vực biển Đông. Tuy rằng không gian của trái đất đang không ngừng được củng cố, nhưng dường như chỉ cần có tu vi ở cảnh giới hóa thần là đã có thể phi hành, cho nên mọi người cũng không cần di chuyển bằng thuyền nữa. Tất nhiên cũng có một vài người có tu vi bình thường, đi du thuyền vào biển Đông. Trong đó có một vị hoàng tử của một quốc gia nhỏ đã lập ra một trận đánh cực kinh người, nếu như Đường Tuấn thắng, cậu ta sẽ phát sóng trực tiếp ăn phân. Tu vi của cậu ta ở cảnh giới Nguyên Anh, đi trên một chiếc du thuyền xa hoa, hai bên trái phải ôm mỹ nữ mặc bikini, cực kỳ đắc ý. Giờ phút này, vị hoàng tử này còn đang tiếp nhận phỏng vấn. Một người phụ nữ mặc đồ phóng viên chuyên nghiệp dùng khuôn mặt tươi cười mà hỏi, "Hoàng tử điện hạ Terry, Cuộc đánh cược mà ngài lập ra trên mạng có phải là sự thật hay không? Chương 3139. Hoàng tử Terry cười lớn một tiếng, nói, "Đương nhiên là sự thật. Nếu như Đường Tuấn có thể thắng, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn phân 10 cân, à không, 100 cân." Bởi vì liên quan đến trận đánh cược này, lúc này hoàng tử Terry đã nhận được sự chú ý gấp 10 lần trong quá khứ. Thậm chí một vài quốc gia còn bởi vậy mà cố ý theo chân bọn họ thành lập quan hệ ngoại giao cho nên hoàng tử Terry cực kỳ đắc ý với việc bản thân có thể đưa ra một trận cược như vậy. Da mặt của phóng viên hơi căng ra một chút, nhưng vẫn hỏi, ngài không lo lắng thua sao? Một trăm căn phân, cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếng cười của hoàng tử Terry càng trở nên lớn tiếng hơn nữa, nói tôi sẽ thua. Không thể nào. Phóng viên không khỏi lắc lắc đầu, cô ta suy nghĩ, ngộ nhỡ đường tuấn thắng, bản thân mình có nên tranh thủ phát sóng video độc quyền hoàng tử Terry ăn phân hay không. Nếu như có thể tranh thủ được mà nói, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sự sắp xếp thăng tiến trong công việc sau này của cô ta, nhưng khi tưởng tượng đến cái hình ảnh kia, vị phóng viên xinh đẹp đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cuộc phỏng vấn này là được phát sóng trực tiếp. Sau khi người dân quốc gia của Hoàng tử Terry nghe thấy phát ngôn đầy tự hào của Hoàng tử nhà mình, đều thấy cực kỳ phấn chấn, đều bị khí thế hùng mạnh và sự tin tưởng của hoàng tử nhà mình cảm nhiễm, sức mạnh đoàn kết quốc dân được đề cao rất nhiều. Theo thời gian dần dần đến gần giữa trưa, trên không trung của vùng biển này, có không biết bao nhiêu là người tu hành đang lơ lửng. Còn ở trên mặt biển, là các loại thuyền, du thuyền xa hoa, thậm chí còn có người cưỡi những con hải thú ngự sử. Thời điểm mà những người ở đây vô cùng chờ mong, chính chủ cuối cùng cũng đã bắt đầu lên sân khấu một luồng ánh sáng đến từ nơi xa xôi không thấy phóng đến từ phương đông, chờ khi đến gần hơn một chút, mọi người mới cảm thấy mỗi tầng da thịt trên người đều nổi lên từng trận da gà. Kiếm khí Có người kinh sợ hỗ lên thành tiếng, luồng sáng này vậy mà lại là một luồng kiếm khí. Kiếm khí vô cùng tung hoành, dường như muốn chia tách biển đông thành hai nửa. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người một người đàn ông trung niên ăn mặc trang phục của võ sĩ đảo quốc, eo mang một thanh kiếm hình lá liều chậm rãi đi đến từ một bên khác của vùng biển. Người còn chưa đến, kiếm khí đã đến trước. Ông ta không có phi hành, hai chân dẫm lên trên mặt biển. Có con cá trong biển không kịp né tránh kiếm khí, đồng loạt mà tử vong, máu tươi hòa với nước biển, dường như ông ta đang đạp nên một con đường máu mà đến. Tiền điền khánh chi, có người kinh ngạc hỗ ra thành tiếng, trong thanh âm còn mang theo sự kính sợ vô cùng. Trước kia võ đạo của đảo quốc bị Đường Tuấn làm cho chưa gượng dậy nổi, nhưng chỉ trong 2 năm gần đây, tiền điền Khánh Chi xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển cục diện đó. Ông ta dùng sức của một người mà khiêng cả lá cờ của giới tu hành trong đảo quốc, để làm cho những quốc gia khác phải kinh sợ, thậm chí ông ta còn chủ động đi khiêu chiến với người ta. Cho tới thời điểm hiện tại, tiền điền đã khiêu chiến sắp xỉ 20 người tu hành rồi, trong đó còn có có 3 người là cường giả vô địch cấp số, nhưng ông ta cũng không có thành tích thất bại nào chương 3140. Cho dù là đứng trong số những cường giả vô địch cấp số, cũng tồn tại những tranh lệch thực lực không phải là nhỏ. Nhưng tiền điền khánh chi lại chắc chắn là đứng đầu cả đám, có người nói hiện giờ tu vi của ông ta chắc chắn đã đứng trước top 10 toàn cầu, thậm chí còn cao hơn. Đối với tiếng hô kinh ngạc của mọi người, tiền điền khánh chi không đưa ra bất cứ một phản ứng nào, một khuôn mặt không có bất cứ sắc thái nào, chỉ có một tia lạnh lẽo thỉnh thoảng chờ thoảng qua. Tiền điền khánh chi vượt biển mà đến, cuối cùng còn ngồi xuống ở trên mặt biển như là dẫm trên đất bằng hiện trường với những thanh âm ồn ào vì điều này mà tĩnh lặng dường như sợ quấy dày đến vị cường giả của đảo quốc này hoàng tử Terry đứng ở trên du thuyền miệng mở ra thật lớn cuối cùng chỉ vào tiền biển khánh chi kích động mà nói nhìn thấy không đây là cường giả vô địch thật sự thật là rất rất đáng sợ đường Tuấn e là ngay cả một chiêu của ông ấy cũng không đỡ nổi không ai phủ nhận lời mà hoàng tử Terry nói bởi vì thực lực mà tiền điền biểu hiện ra ngoài quả thực khiến người khác phải kinh sợ. Sau khi tiền điền khánh chi đến không bao lâu, ở trên không trung ở phương Tây bỗng nhiên vang lên một trận tiếng rít, theo sau đó mà một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đó là một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có chút âm trầm, mái tóc màu vàng kim, vừa nhìn đã biết là một gương mặt điển hình của phương Tây, trong tay còn cầm một cây gậy ngắn hình đầu rắn. Truyền lệnh quan đỗ tu tư, mọi người lại hô lên kinh ngạc một lần nữa. Đối với 12 vị chủ thần thần bí của phương Tây, mọi người cũng chỉ là có nghe qua nhưng chưa từng nhìn thấy, không ngờ tới Đỗ Tu Tư vậy mà lại trẻ tuổi đến như thế. Sau khi Đỗ Tu Tư đi đến, nhìn thấy Tiền Điền Khánh Chi đang ngồi xếp bằng trên mặt biển, ánh mắt lộ ra một tia sắc thái kiêng kỵ, gật gật đầu với Tiền Điền Khánh Chi. Tiền Điền Khánh Chi giống như là không nhìn thấy, thái độ cuồng ngạo tới mức cực điểm. Tuy rằng Đỗ Tu Tư có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Thực lực của Tiền Điền Khánh chi quả thực mạnh hơn so với anh ta không ít, danh hiệu Bát Phiêu Đại Bồ Tát cũng không phải nói không. Truyền lệnh quan và ngài Tiền Điền đều đã tới rồi, Đường Tuấn còn chưa tới sao? Rất nhiều người vốn đã có sự bất mãn đối với đối Đường Tuấn, lại nhìn thấy Đường Tuấn chậm chạp không tới, không khỏi oán trách mà nói. Tới rồi. Câu nói đó vừa được thốt lên không bao lâu, đã có người hô lên. Ở trong tầm mắt của mọi người, một nam thanh niên đạp lên không trung chậm rãi mà đi, ở bên cạnh anh, có không ít cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng, phía sau còn có một đám binh sĩ thân mặc áo giáp. Đoàn người này đúng là Đường Tuấn, Hoàng Phủ Ngọc và binh sĩ của phá quân doanh. Có vài người nhìn thấy như vậy, càng thêm bất mãn, khinh thường nói, hừ. Anh ta cho rằng đây là đang đi ra ngoài du lịch ngắm cảnh hay sao? Một vài người phát ra cười nhạo, không phải là anh ta biết rõ bản thân không thể nào địch lại, muốn dựa vào nhân số mà chiến thắng đấy chứ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 3140